Trên màn ảnh nhỏ, những kiểu nhân vật như công tử, tổng tài vẫn thường được các fan nữ yêu thích hơn cả. Còn các vai diễn giang hồ, phản diện thường được xem là làm nên cho người khác. Ấy vậy mà có những sao nam lại có thể làm nên tên tuổi với kiểu vai khó nhằn này. Thậm chí hai cái tên dưới đây còn được mệnh danh là gương mặt vàng trong làng mặc áo kẻ sọc, được khán giả nhớ mặt đặt tên vì thường xuyên gắn liền với vai tội phạm trên phim. 1. Việt Anh. Nhắc đến Việt Anh, nghĩ ngay đến Cao Thanh Lâm, vai diễn trong Chạy Án đã giúp tên tuổi của anh chàng đến gần với công chúng. Nam diễn viên sinh năm 1981 hóa thân thành con trai thứ trưởng Cao Đức Cẩm, ăn chơi lêu lỏng, dây vào anh em xã hội rồi bị pháp luật trừng phạt. Mười năm sau, Việt Anh tiếp tục hâm nóng danh tiếng với màn tái xuất trong Bom Tấn Hình Sự Người Phán Xử. Lần này, anh chàng hóa thân thành con trai ông trùm Phan Hải. Việt Anh đã khắc họa rất thành công hình tượng của một cậu ấm trăng hoa, ngông cuồng, bốc đồng. Và tất nhiên, số phận của Phan Hải trong phim này cũng chẳng sán lạn là mấy. Sau nhiều sai phạm của mình, Phan Hải đã phải trả giá. Cái duyên vẫn chưa ngừng, năm 2019, Việt Anh lại gây chú ý khi góp mặt trong bộ phim thuộc đề tài tham nhũng, sinh tử. Lần này anh vào vai Lê Đông Hòa, tuy là một doanh nhân, nhưng cũng không phải dạng vừa và vì thế nó chẳng thể giúp Việt Anh thoát khỏi kiếp diện áo thi đấu của Juve trên phim, thậm chí còn bị cho bay màu. Cuối năm ngoái, nam diễn viên được mời tham gia dự án hình sự mang tên Hồ Sơ Cá Sấu. Lần này, anh chàng đảm nhiệm nhân vật chung, một cán bộ, nhưng đáng tiếc là sau cùng cũng vì tham vọng mà biến chất. Sau nhiều lần vào vai phản diện, Việt Anh cũng phải than trời cảm thấy khó hiểu. Có một số thông tin cho rằng anh từng xin nhiều đạo diễn cho anh làm vai công an, nhưng tất cả đều lắc đầu từ chối. Theo nam diễn viên, những vai không tử tế này giống như một cái duyên của mình. 2. Doãn Quốc Đam. Doãn Quốc Đam cũng là diễn viên chuyên làm model của mẫu thời trang áo kẻ sọc trên màn ảnh. Anh chàng đóng phim từ sớm, nhưng mãi đến Quỳnh Búp Bê mới được hầu hết khán giả chú ý đến. Trong tác phẩm này, nam diễn viên hóa thân thành cảnh tay chân số 1 của ông chủ động thiên thai. Tuy không phải trở thành người mẫu của thời trang kẻ sọc, nhưng cảnh cũng có cái kết không có hậu do bị các anh chị xử lý. Sau đó, khán giả tiếp tục được gặp lại Doãn Quốc Đam tại Mê Cung. Bộ phim này cho thấy tài năng biến hóa của anh chàng khi phải đảm nhiệm hai vai diễn khác nhau là Fedorer và Photomat Long Nhật. Nếu Fedorer là một kẻ ác cực thông minh thì Long Nhật lại là một tên tội phạm mắc bệnh tâm lý đáng sợ. Tái xuất với Sinh Tử, Doãn Quốc Đam khoác lên mình bộ quân phục cảnh sát để vào vai Phạm Duy Thông, một thượng tá. Rõ là ban đầu Thông vừa có tiền, quyền lực và tương lai rộng mở. Ấy vậy mà quá bất ngờ khi sau đó anh lại bị đồng tiền che mắt, rồi bị bắt vì tội tham nhũng. Đây cũng là lần đầu tiên chàng trai trẻ phải diện đồ kẻ sọc. Vừa qua, Doãn Quốc Đam hóa thân thành Phúc trong Hướng Dương Ngược Nắng, tuy là vai khá nhỏ nhưng vô cùng ấn tượng. Từ đầu phim, Phúc đã được giới thiệu là vừa hết hạn hợp đồng với thương hiệu thời trang sọc kẻ trắng, xám. Nhưng không phải vì anh là kẻ xấu, mà là do cần tiền chữa bệnh cho mẹ nên phải chịu án thay. Đóng Hồ Sơ Cá Sấu, nam diễn viên VTV lại tiếp tục được tặng vé mặc pyjama kẻ sọc. Hơn nữa, nhân vật của anh lần này còn cực nguy hiểm. Đó là Cương Trột, một cựu cảnh sát hình sự đã tuột xích. Cương Trột có tâm lý phức tạp, tránh tà bất phân và tạo nên cú tuyết cho người xem. Mới đây, Doãn Quốc Đam lại tái xuất truyền hình Việt trong bộ phim Hát Hít Hương Vị Tình Thân. Trùng hợp thay, hình tượng lần này của anh khá giống tác phẩm trước. Nam diễn viên hóa thân thành ông sinh lúc trẻ, phải chịu oan vì bảo vệ con gái thời còn trẻ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.